Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt M là một điểm thuộc mặt phẳng B thì chúng ta sẽ có X, Y, Z. Chúng ta biết rằng M thuộc B thì khi đó trong mặt phẳng 2X trừ Y cộng Z bằng 1 thì chúng ta sẽ đẩy cái trừ Y này nè. Hello. Mình đẩy cái trừ y này nè sang bên phải thì chúng ta sẽ có là y bằng 2x cộng z cộng 1. Như vậy, trong trường hợp này mình sẽ biến đổi cái điểm y này thành 2x cộng z cộng 1. Như vậy chúng ta chỉ còn lại hai biến thôi. Tiếp tục, chúng ta sẽ đi tìm vector MA và vector MB. Như vậy chúng ta sẽ có vector như sau. Như vậy chúng ta sẽ có x trừ cho a, chúng ta sẽ có x trừ cho số 8. Tiếp tục, 2x cộng z cộng 1 trừ cho trừ 7 thì chúng ta sẽ có 2x cộng z cộng 8. Tiếp tục, z trừ 4. Và chúng ta đi tìm vector bm. Chúng ta cũng làm tương tự luôn. Thì nó sẽ ra như thế này. Như vậy chúng ta sẽ có là x trừ với trừ 1 là x cộng 1, 2x cộng z trừ cho số 2, 2x cộng z cộng 1 trừ cho số 2. Như vậy chúng ta sẽ có trừ 1. Tiếp tục, z trừ trừ là cộng 2. Như vậy chúng ta đi tìm độ dài của vector AM và vector BM thì nó sẽ ra như thế này. Tương tự vector BM. Sau khi chúng ta tìm được xong, chúng ta sẽ bỏ vào đây. Thì chúng ta biết rằng khi bình phương cái này lên thì chúng ta sẽ bỏ cái căn bậc 2. Như vậy chúng ta còn lại cục này. Tương tự cục kế bên luôn. Sau đó, đây chính là hằng đẳng thức đáng nhớ. Mình sẽ tách ra hết. Như vậy, nếu mà chúng ta tách ra và rút còn lại thì nó sẽ còn lại như sau. Như vậy, chúng ta sẽ có như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt là fxz cho cái cục này. Trong trường hợp này, mình sẽ đạo hàm hai biến để đi tìm cực trị của nó. Đạo hàm của f hay biến của x thì trong trường hợp này, x sẽ là hằng x là biến số, còn z trong trường hợp này sẽ là những hằng số nha. Bây giờ nếu chúng ta đạo hàm của x bình phương, chúng ta sẽ có 2x. Ở đây là có x thì chúng ta sẽ có số 1. Ở đây có x là số 1. Còn đây không có chứa x thì khi chúng ta đạo hàm sẽ biến thành số 0. Tương tự, chúng ta theo z đạo hàm của f theo biến của z thì trong trường hợp này là số 0, tại vì không có chứa z. Ở đây có chứa z, vậy cục này sẽ biến thành số 1. Như vậy chúng ta sẽ có 12x. Ở đây không có z, thành số 0. Ở đây có z bình phương là 2z. Thì chúng ta sẽ ghi là 12z, tại vì 6 nhân 2 là 12. Còn z ở đây là số 1. Còn đây là hằng số là số 0.
Sau khi chúng ta tính xong, chúng ta sẽ cho fx bằng 0, fz bằng 0 để đi tìm cực trị của nó. Thì trong trường hợp này, chúng ta sẽ có cục này bằng 0 và cục này bằng 0. Như vậy, chúng ta sẽ tính ra hai nghiệm. Thì cái này mình bấm máy tính ra thôi. Thì chúng ta sẽ có là x bằng 0, z bằng trừ 1. Như vậy, khi chúng ta có x bằng 0, z bằng trừ 1, chúng ta sẽ thế vào đây. Và chúng ta sẽ có đáp án cuối cùng. Đáp án của chúng ta sẽ là 150. Và chúng ta phải chọn câu B. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.